Hello, xin mến chào cô chú bác và anh chị em trở lại với kênh của Hoàng Family TV. Hiện tại giờ mình đang có mặt tại thành phố Garden Grove. Thì hôm nay mình mục đích mình đến đây để mình chia sẻ và gửi đến cho tất cả cô chú bác và anh chị em một cái nhà hàng mới khai trương, đó là Cốm. Một cái tên rất đơn giản cô chú bác, gọi là Cốm. Thì cái nhà hàng này thì theo mình biết đó, là nằm trên đường Brockhurst cô chú bác nha, và nằm gần cái đường Chapman, cũng là cái shopping đối diện cái nhà hàng này. Thì theo mình biết cũng có rất nhiều nhà hàng người Việt, và đó là có một cái chợ rất là lớn, nó gọi là City Supermarket, Sài Gòn City Supermarket cô chú bác. Thì đó là cái shopping đối diện, cho nên mình chia sẻ cho cô chú bác để cho cô bác dễ kiếm ra một cái tiệm này. Cái này là chuyên về bán food to go thôi, mình cũng chưa ăn qua một món nào trong này hết, nhưng điều hôm nay mình sẽ vào đây để mình thưởng thức những cái món trong này để mình gửi đến cho cô chú bác và anh chị em. Đây cô chú bác, thấy cái tên không? Thì trong cái shopping này thì đầu kia thì mình thấy nó có một cái nó gọi là có một cái nhà hàng dâm mì bán food to go nữa cô chú bác. Đó là từ trong cái khu này luôn, đi tới đầu kia một chút xíu thôi. Đây trước mặt mình đây cô chú bác nha. Giờ đi vào đó để cùng mình thưởng thức cái những cái món trong này có thể bán cái gì. Thì nếu mà đặt trường hợp trong này bán những cái food to go thì mình hy vọng là có một cái bàn để cho mình ngồi đó, để mà mình vừa ăn và chia sẻ và gửi đến cho cô chú bác, để cô chú bác biết được, để cô chú bác đến đây ăn thử. Thì theo mình biết là ở đây cũng bán những cái tray để mà cho party, hoặc là mình mua về nhà, hoặc là bán những cái cơm phần mà, hoặc là cái cơm hộp đó cô chú bác. Theo mình nghĩ vậy, nhưng điểm vào đó rồi thì mình mới tìm hiểu rõ hơn để gửi đến cho cô chú bác và anh chị em nhé. Đây cái shopping center này cũng rất là lớn, tốt tới đầu kia luôn cô chú bác nha. Và đối diện bên kia là hồi nãy mình chia sẻ, đó là cái chợ Sài Gòn City Supermarket. Cái con đường này cũng rất là đông đúc xe cộ luôn cô chú bác nha. Và trước khi mình vào thì mình cũng chia sẻ cái giờ mở cửa đây cô chú bác nha. Từ 8 giờ tới 6 giờ Monday cho tới Friday. Vậy là một tuần 7 ngày, giờ giấc đều giống nhau hết cô chú bác nha. Thì ở đây cũng có một cái bàn, chắc có lẽ là cái hồi mình sẽ ngồi đây mình ăn để mình chia sẻ. Thì cô chú bác biết rồi, nếu mà được những cái food to go thì người ta thường không có để bàn nhiều, và người ta chỉ có để những cái bảng giá để cho mình vào đó mình coi cái bảng giá xong rồi mình ăn thôi. Mình thấy này, ở đây có chả giò chay này, rồi gỏi cuốn tôm thịt này, rồi gỏi cuốn thịt nướng này, gỏi cuốn chay này, rồi gỏi cuốn cá này, xôi đậu xanh này, xôi gà, bánh mì chả này, rồi bánh bột lọc, chả giò chay, rất là nhiều món cô chú bác nhé. Nhưng điều ở trong này thì mình thấy trên cái menu á, là những cái giá mà như vậy là người ta cũng đề giống như 6 euro, đồng 11 đồng này đó. Thì để mình chung lại gần để cho cô chú bác nhìn thấy nhé. Đây là cái tên nhà hàng, cái địa chỉ và số điện thoại của cô chú bác. Hello em. Hello. Ồ, tiệm mình mới khai trương hả? Dạ đúng rồi. Tụi em mở ngày chủ nhật tuần trước. Ồ. Thì em có đang có promotion cho 10% off của cái entire bill á, là trong vòng 1 tuần. Thì hôm nay ngày 30 là ngày cuối. Ồ, là trong vòng 1 tuần là mình có 10% off. Dạ. Hôm nay là cái ngày cuối. Dạ, còn ngày mai là trở lại bình thường hết. Dạ. Tại vì anh thấy em để cái bằng giá trên đó là rất là rẻ. Yeah. Giống như cho anh hỏi là một nó gọi là cái số 1 đó là cái chả giò 13 đồng, là trong đó là có 6 cái đúng không? Dạ không. Là sao? Một, nó chả giò đó của em á thì nó 1 đồng 30 cent, đó là một cái. Ok. 6 cái thì okay. Nó khoảng 7 đồng. Ok. Ok, anh giờ nhìn thấy rõ, anh tưởng nó 13 đồng. Sorry em nha. Đây có những cái món thì anh cũng muốn chia sẻ cái thực đơn mà em để trên này nè, để cho mọi người đến đây rồi mọi người biết được. Đó. Rồi giờ trừ em có thể giới thiệu cho anh những cái món gì đặc biệt ở đây nhỉ? Thì đặc biệt của tụi em vẫn là chả giò. Chả giò. Em làm hạt chả giò của người Việt Nam. Ok. Mình là làm thịt heo, nấm mèo, với lại uống với bánh tráng thường. Còn tiệm của em là làm với lại cái bánh tráng thế, thì nó có tôm, có cua, có khoai môn, cà rốt. Em thấy cái bánh tráng thế và khi tụi em chiên á, đều
lăn của bột và lăn quả cớm nữa. Và nghe hấp dẫn đó nha. Dạ. Những cái món này sẽ làm cho anh một phần như vậy. Ừ, những cái món này là phải chia sẻ rộng rãi để cho mọi người biết. Thay vì khi mà em nói về chả giò á, mà anh ấy nói là có cái rế trong đó đó, và em làm cách kiểu khác của những nhà hàng khác á, cái đó công nhận là phải nói chắc ngon. Còn theo anh nhìn qua đây thì anh thấy có những cái món này là món gì em? Cái này là mì xào hải sản. Mì xào hải sản. Đặt trước đó thì cái này là chỉ là tôm only thôi. Người ta đặt hải sản với tôm. Còn cái này là nó có mực, có tôm, nó có scallop, nó có ok, rồi cho anh hỏi sơ qua, ví dụ như một cái khay này là người ta đặt là một cái khay này là bao nhiêu tiền em? Cái khay bự này là 60 đồng. Okay. Em có khay loại 40, 50, 60 và các muốn đặt hơn nữa thì em làm sẽ làm nhiều như vậy. Làm nhiều hơn và cho nó đủ với cái khay đó. Theo anh nghĩ cái khay 60 đồng là vì mình có seafood nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Còn tôm với lại mực với lại scallop. Còn em có thể chia sẻ cái này là món chính của em chả giò thì khách sẽ đặt trước, gọi trước cho em thì ở dưới bếp em sẽ chiên, em xếp ra tray như vậy. Cái này là gọi là chả giò. Như tray 20 cái này. Dạ đúng rồi. Nhưng được cái chả giò đây sao nhìn thấy khác nha. Dạ đó. Rất đặc biệt luôn á. Nó có cớm màu xanh ở ngoài với cái lớp bột em lăn qua rồi em lăn với cớm trắng. Nhìn là thèm rồi đó nha. Để cho anh quay sát xíu để chia sẻ cho mọi người biết được là cái chả giò ở cái tiệm này rất là khác những cái tiệm khác nha. Đây nữa này. Nhìn quá hấp dẫn luôn. Cái này mà cô chú bác mà sau khi xem cái video của mình chắc có lẽ là đến đây để mà mua ít về nhà thử liền đúng không? Thank you. Anh thì hay đi review những cái nhà hàng mà vừa khai trương. Yeah. Thứ nhất là anh thử, thứ hai nữa là muốn chia sẻ rộng rãi cho đến tất cả người Việt mình sống ở xa cũng như ở đây để cho người ta biết. Rồi đôi lúc mình mới mở ra thì đôi lúc cũng không có cái sự quảng cáo mạnh cho nên ít người biết, cho nên anh hy vọng là sau khi mà anh làm cái video này người ta xem, người ta đến đây ủng hộ em mà ngon thì người ta sẽ truyền miệng với nhau, đó là một cái điểm mà quảng cáo mạnh nhất, miệng truyền miệng là tin nhất đúng không? Vậy cái mình đã có những cái tiệm nào khác với cái tiệm này chưa em? Dạ chưa. Nhưng điều chủ yếu là mình làm sao mà khách tới đây nó ăn xong rồi bắt đầu nó thèm trở lại để mua và giới thiệu người khác nữa. Ok, vậy thì anh sẽ order một ít đồ ăn để anh ăn, để anh chia sẻ nhé. Người ta cũng tới order để mà mang về của bác từng tray đó. Nhưng điều ở đây người ta cũng làm phần nữa nha. Hello anh, hôm nay anh đến đây để mà mua rồi order để ủng hộ hả? Yeah, sorry, but he's okay. No problem. Okay, what you order today? We ordered the miso, the noodles. Okay. You eat here before? Yeah. Oh, that's good. That's why you come back for buy again? Yeah, I come back because it was good, but also I'm buying for my cousin's baby shower. Oh. So I'm gonna bring a lot of food for everyone I try. Okay. Have a good Thanksgiving day too, okay? Yeah. What you all order? Show me. What you all right order? Right here. Oh, two of these. Look good. Gonna bring to a baby shower today. Okay. How many you order? Two? Two trays. Okay. Yeah. What else? That's all? That's it for now because okay. A lot of our guests, some of them are, you know, a lot of Americans and they want to get exposure, introduction to the good Vietnamese food. Yeah, so this good. Is a good introduction. Yeah. Okay, thank you very much. Thank you. Tôm mà có thịt này. Thôi mời cô chú bác nha. Thì trước mắt mình thì mình có đây là một cái hộ, đây là cái xe, thay vì khi mà người ta bán là cô chú bác thu gâu là người ta để trong cái này, nhìn thấy rất là sạch sẽ, rất là thơm, và nó là nhìn hấp dẫn không? Đó. Và đây là cái chả giò. Thì hồi nãy mà mình có hỏi cái đứa em đó thì đứa em cũng giải thích với mình là cái chả giò ở đây người ta làm rất là khác biệt đối với những nhà hàng khác. Và hôm nay mình thử hai món này trước. Thay vì mình gọi vài món để mình ăn, để mình chia sẻ vừa đến cho cô chú bác. Nếu mà mình ăn không hết thì mình sẽ mang về để mình ăn tiếp. Mình cũng gọi một ly nước. Ở đây thì người ta cũng cho mình một cái ớt như vậy cũng rất sạch sẽ. Và ở đây cũng may là có cái bàn. Giống như hồi nãy trước khi mình vô mình sợ là không có bàn, để mình không có ngồi, không có chỗ ngồi để mình chia sẻ đến cho cô chú bác và anh chị em. Nhưng may là có cái bàn. Ngon quá cô chú bác ơi.
Theo mình biết là mình thấy người ta đến đây order cũng nhiều món lắm cô chú bác nhé. Người ta cũng bán party tray có, rồi người ta cũng bán từng phần có cô chú bác. Nhưng hôm nay là mình gọi từng phần để mình ăn đây này. Rồi mời cô chú bác cái chả giò. Wow. Rồi tan. Chả giò hấp dẫn không? Cái này mình thấy cái món này cũng hấp dẫn này. Cái chả giò thì thực sự mà nói là rất là nhiều chỗ bán tại Busan này. Nhưng hôm nay mình đến đây mình rất là ngạc nhiên về cái chả giò ở đây người ta làm. Cái kiểu này giống như là mình nói là gà, đùi gà, cánh gà là nhúng vô trong cái bột để mà chiên lên, hình như vậy đó cô chú bác nha. Lần đầu tiên ăn chả giò kiểu này rất là ngon. Cái này là có 6 cái là một phần đó hả? Dạ, một phần, nhưng mà mình order 6 cái là một cái là một đồng 30 cent. Dạ. Wow, cái đồng 30 cent của anh bác. Và nó rất 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 là ngon luôn. Đây là mình thấy là cái lần đầu tiên mình ăn cái chả giò tại Busan này mà theo cái kiểu mà người ta làm. Kiểu này anh không có ớn mà anh rất là giòn. Cái nhân trong nó rất béo béo, rất là ngon. Lúc mà không khám phá, không tìm hiểu, không biết có. Mình nói à, những cái nhà hàng, kể cả Food to Go, kể cả những nhà hàng mới khai trương, trong thời gian vừa rồi mà mình đi chia sẻ đó, mình thấy đa số là giới trẻ ra làm, mở và làm những cái món rất là đặc. Giống như mình nói một cái gì cơm sườn thôi, người ta tấu chế, tấu biến làm sao. Nó khác với những cái tiệm khác, những cái tiệm cũ. Mà ăn rất là ngon, rất là giống nên cái chả giò này hôm nay. Phải nói là cốm, chân xanh là cốm nha. Cái này là mình phải nói là chấm rồi đấy. Cái này mà mình đưa về cho con của mình là thực sự nó rất là mê. Thì đứa con nít mà nó có đẻ lớn lên ở đây nó rất là thích cái món này. Thì cái món này đặc biệt coi cho bác là khi mình ăn vào á, mình ăn hết một cái rồi, cái nhân ở trong nó rất là béo mà nó không có bị gãy. Và cái theo mình biết được là cái bánh này để được giòn rất là lâu. Nhưng đặc biệt một cái nữa là cái gì coi cho bác, cái cốm. Cái cốm này nó khi ăn vào làm cho cái miệng mình ăn nó có nhiều dạng dạng cốm, mà có cái vị giòn, mà có cái vị béo nữa. Mình cho cái này là mình chấm được đấy nha. Chính ra là mình, nếu mà mình mua lẻ là một cái một đồng 30 sen, cái đồng 30 sen đơn giản đó, mình thích mua chục cái thì mua 5 cái 7 cái bỏ trong cái hộp mang về ăn. Mình biết được là cái món này mình đưa về nhà con mình rất là thích, vợ mình cũng rất là thích. Bây giờ mình qua thử cái gỏi nha. Ở đây thì cái gỏi mình thấy hồi nãy mình cũng chia sẻ rồi. Cái này là một phần cũng ngon, cũng may là có ăn ở đây là mình hỏi về cái giá. Thì nếu mà ai muốn mua một phần này mang về hoặc là ăn ở đây thì điều như vậy hết, ăn điều này giống vậy hết, đúng không? Ở trong này thì mình thấy có mấy ổng rau này, có đậu phụng này, có tôm này, có thịt ba rọi này, có đậu phụng này, có cũng là có tà rốt này, tai heo này nha. Wow, tai heo này, bó sen,
cái món này là vợ em rất là thích. Em bảo đảm cái vợ vừa thích cái món này. Thực sự mà nói mấy anh em lúc ở nhà soạn bia ra đi đúng không? Ra mua vợ người hộp về đây là cứ như một nhậu thoải mái. Cái này làm rất là bất công. Rất tuyệt vời. Chua vừa tới, tôm rất là tươi. Con tôm ăn vào mình biết tươi không biết này. Tạm theo. Và rồi. Cái này ngồi không ăn cũng được. Có nhiều người ta khác nữa nhưng đều thực sự mà nói ngồi không ăn được. Cái này mình bảo đảm là những chị em mà ăn cái này là mới có hai món thôi mình thấy hài lòng rồi đó nha. Ngon quá tuyệt lắm, ngon quá mà ăn hết thì mình không thử được những món khác nữa. Để đặt trước hay là tới là có? Tới mua kem cũng được. Tới là mình cũng tới được, có thể đặt hai cũng có luôn. Mua kem thôi, tôi có thể được chờ. Bán được bánh quên bánh nha. Mới khai trương bán hết được. Dạ, có người đấy. Phải nói là thấy một cái hộp mà anh làm á rất là chu đáo luôn, rất là đầy đủ hết cô chú bác nha. Từng cái kiểu mà cắt giống cái kiểu mà giống dưa món như này, giòn tươi chua vừa tới. Chấm hai món rồi nha, mới có hai món là chấm rồi. Ngon quá, ngon quá. Trong lúc này mình chờ đợi những cái món khác nữa thì mình ăn thêm một cái chả giò, nó ngon quá. Mình quá ngon, định ra định ăn một cái thôi. Rồi ăn cái này một xíu, để mình ăn những cái khác nữa. Nhưng đều không có, cái này nó không cái nào bị chịu được cái biển nhất. Khi mình phát hiện ra là cái giòn nói rồi nhưng nữa còn cốm nữa, đặc biệt cốm của bác. Cái cốm mà cốm này là phải nói là mua cái này đúng cốm luôn nhá, vì em hồi em là người Bắc cho nên cốm là đa số là người Bắc mà, đúng không? Nhưng mà cái này đặc biệt nữa là mình để mấy tiếng vẫn còn giòn thì em ăn vào em thấy do cách mình pha chế đó. Dạ. Này á, nhiều người ta không biết, người ta tưởng đâu chấm nước mắm. Nhưng đôi khi mình ăn vào mình thấy vừa ăn luôn. Mà chính anh làm như vậy nó mới hay. Tại vì nước mắm này nó đường đà quá. Đôi lúc những cái chỗ mà pho đi rồi cái này kia mình bóc lên cái chấm ăn đâu. Quan trọng cái là mình làm đó là ví dụ mưa lỗ là mưa lỗ nó cái chỗ chấm nhiều người chấm chứ không ai mình nó là cái mình để nó cái không bị cho vừa mọi người. Ví dụ như cái này á, mà thay vì nếu mà người ta mua sắm đâu có được ăn nhỉ, khó lắm, họ chiên được đâu, tại vì em thấy anh phải lăn bột qua rồi lăn qua cốm nữa. Cho nên cái món này theo mình nhận xét á, nếu mà mua thì mình thèm cái mình ra mình order mình mua về mình ăn liền đi, đúng không? Nhưng mà giống như là giả sử ở đây có thể là chiên sơ cho anh, ví dụ như đây chiên khoảng chừng 60%, 50% chín thôi. Về cái bà con mình á, để trong cái máy nướng cho lại thì mấy chục giây. Ok, anh hiểu rồi. Được, cô chú bác nha. Có thể mình order chiên sơ qua, xong rồi mà đưa về nhà chiên mình nướng lại bằng cái lò nó gọi là air fry đó. Đúng. Ngon. Hôm nay mà mình cũng ăn nhiều món á, chắc có lẽ là mình làm sạch cái này rồi.
nhưng được cơ hội có nhiều món để mình thưởng thức mà. Những cái gì mà mình đã tới order mình ăn không hết là mình đều mang về nhà ăn tiếp, là mấy cái món này mang về nhà là tuyệt vời. Anh sẽ thử nhiều món. Dạ dạ. May mà hôm nay vô đây có cái bàn này ngồi để mình chia sẻ những món ăn. Ngon quá, ngon quá. Cái này cái mùi mỗi lúc lắm. Ừ. Này là nuôi bò đốc đắc nha. Hôm nay có cơ hội ăn nhiều món. Tại vì mình thấy hai cái món này ngon, cho nên phải gọi thêm những món khác nữa để mà chia sẻ một lần luôn đến cô chú bác và anh xem. Không thể nào mình ăn hết trong ngày được. Nhưng điều mình cảm thấy ăn được những cái gì mình ăn để mình chia sẻ. Đây là nuôi xào bò, món nuôi xào bò các bác. Thơm. Cái bò này khi em nhìn qua thì em biết là bò này là bò filet mignon này. Filet mignon. Mời quý bác nhé. Này trong này có đây rosemary, cà rốt này, có một ít cải xanh. Còn cái bò này là bò filet mignon. Bò rất mềm. Mấy cái này hình như là cái món nào với món này nó có khác nhau cái gì năm cái giá. Họ chắc cũng đồng giá sao đó. Đồng giá hơn có 13 đồng nữa đó. Giá rất là đắt. Nói chung là mấy cái giá bình dân như bán bình dân cũng là làm lấy công đầm lời nữa ha. Dạ. Cái món này con em khoái lắm, nó khoái bò lúc lắm lắm. Ba món rồi. Thịt hết rất là vừa ăn. Nó cái thịt đó phở lê mignon lắm. Tại đây làm đúng phở lê mignon thịt rất là mềm. Có cái là mình gọi cho người ta đưa ra cho mình nha. Không uổng công đi tới những cái nhà hàng mới khai trương mà phát hiện được những cái món ngon. Xin vài món nữa của chú bác nhé. Thì hôm nay nuôi thịt hôm nay là mình sẽ làm rất là nhiều review, rất là nhiều món ở đây. Là vì mình không phải kêu choi kêu từng cái phần giống như vậy thôi. Giống như hôm nay là mình vừa chia sẻ đến của chú bác những món ăn ở đây, rất là nhiều món. Thứ hai nữa là mình có thể ăn không hết, mình mang về. Nếu mà mình order một hai cái thì mình không thể nào chia sẻ hết được tất cả những món này. Kể cả mình đặt kêu thêm vài món nữa cũng không hết được trong nhà này đâu chú bác. Nhưng điều mình mới ăn thử qua được mới có 3 món thôi, thực sự mà nói là mình rất hài lòng. Đó. Thì cái giá ở đây mình thấy rất là bình dân, mà mình phải nói là nhấn mạnh là món chả giò. Chả giò phải nói là đúng là 102 tại sao của bác nhé. Cô cho bác phải nói là mình định ăn thêm mấy món nữa nhưng nhiều mình chỉ nghĩ lại no quá, với là còn trên này đồ ăn mình cũng đủ và mang về để gia đình mình cũng ăn được lần thứ hai nữa. Nhưng mà để lại dư rồi mà mình thấy cái chả giò này nó vẫn còn giòn để mình cắn thêm một cái nữa. Mình thèm quá cho mình ăn hết ba cái luôn này. Đây có ớt này,
có nước chấm nhưng mà muốn chấm là vì cái chả giò nó vừa ăn rồi tôi ăn đấy. Chúng ta một cái này bán 13 đồng, cái giá cũng rất là ok của nó. Cái này một đồng 30 cent một cái. Đồng đồng một đồng 30 cent cả luôn. Để nó dư một bịch con giòn vậy đó. Người làm go ra order to go liên tục, bán rất là được. Mình cho là cái chả giò ngon nhất mua xài rồi, nó thật luôn. Chưa mà là bán đồ ăn cũng rất là vừa. Thực sự mà nói khi mình ăn những cái món này là mình cảm thấy hài lòng, tất cả những cái món khác thì mình nghĩ chắc có lẽ nó cũng tương tự với bác. Cho nên hôm nay mình giới thiệu cái một cái nhà hàng tên là Cốm, gửi đến cho cô chú bác và mình hiểu vì sao gọi là tên Cốm rồi. Tại vì cái này cái chả giòn nó cái chả giòn nó có cốm của nó. Mình mở lên mình sẽ tiếp này. Chả giò này có cốm này, đây cốm nên xanh xanh thấy không hả? Cho nên là cốm thì sao? Mà thôi mình cảm ơn anh rất nhiều đã xem cái video này. Cái nhà hàng là cốm mới khai trương, là cô chú bác có dịp ghé đến đây để ăn thử những cái món mà giống như hôm nay mình ăn và có những cái món khác mà cô chú bác. Nhưng điều ở đây thì mình thấy người ta tới đây order những cái tray để mà về phát đi rất là nhiều luôn. Thôi mình xin dừng video đây, chúc cô chú bác và anh chị em một ngày vui vẻ, bình an, phúc bên người và hẹn gặp lại video tiếp theo với kênh của Hoàng Family TV. Bye bye quý bác nha.